xoài, miếng khóm, miếng khế, miếng dưa leo, cho một ít bún. Miếng nem nướng và chả giò tí hon. Và cho một ít hẹ. Rất là ngon. Mình cắt một ít hẹ vô để mình làm nem nướng. Mình làm nem nướng ăn. Đủ cuốn ăn rồi. Cái mình đã chuẩn bị cái rổ rau rồi. Một lát nữa mình cuốn nem nướng ăn. Salad này là mình mua nè các bạn, với rau răm. Còn hẹ và rau thơm này là nhà mình trồng. Hồi nãy mình hái. Đây. Hẹ đầu mùa ăn non lắm các bạn, rất là ngon. Đây, nhìn rổ rau hấp dẫn không? Giờ mình cắt thêm xoài để mình ăn chua chua. Cuốn vô ngon. Đây. Trái trái khế khổng lồ. Hôm qua mình mua nè. 2 đồng 1 trái. Bự quá các bạn ha. Mình xắt một ít để vô cuốn ăn với nem nướng. Giờ mình cắt xoài. Xoài nó dốt dốt nè. Mình cuốn ăn á, chua chua ngọt ngọt ngon lắm. Trái khế này thường là cái khế hình như là phải cắt như vậy ha. Trái khế gì mà bự còn hơn cái bàn tay mình á. Tại sao ăn khế phải cắt cái viền này hả các bạn ha, mình cũng không biết nữa. Hồi xưa giờ mình ăn mình thấy làm vậy cái mình cũng làm theo vậy luôn. Mình xắt một ít khóm tươi này nữa. Coi như hôm nay ăn là đầy đủ. Rau củ quả luôn. Cuốn vô với mấy cái này. Chua chua ngọt ngọt ngon lắm, ăn không có ngán. Mình cho một ít mộc. Mình làm một ít chả giò giòn giòn á. Lát mình cho các bạn xem. Mình cho một ít củ hành tím và hành lá. Ít tiêu. Một ít nem. Một ít đường. Một ít muối. Mình trộn đều lên. Bánh tráng này mình cắt làm tơ.
cuốn như vậy nè các bạn. Cái tôm khô này là mình đã xào lên, mình làm tôm khô ăn bánh bèo hay là bánh ít trần á, mình dạng vậy á. Cái mình để cái này vô, cái này là bột năng, rồi mình cho một chút, mình cuốn cái này lên á, mình chiên lên giống chả giò nhưng mà nó ăn thơm ngon lắm. Nhưng mà hơi khó một chút, hơi cực một chút là nhỏ nhỏ như vậy. Mình chép lên vậy nè, ít ít thôi, mình cho cái bánh tráng mình giòn, còn cái bột năng thì mình làm ở đây cho nó lát nó dính, cho một ít tôm khô. Rồi mình cuốn. Ăn cái món này ngon nhưng mà hơi cực. Bé chịu khó làm, muốn ăn phải lăn vào bếp. Mình mua nem của cái hiệu này nè các bạn, sản xuất ở Cali. Một bịch này là 2 phao, gần 1 ký. Mình không có thời gian, cái mình làm cục bự bự dài dài vậy nè, cái mình đem đi nướng, với lại một lát cái mình sắc ra mình cuốn với bánh tráng cũng dễ nữa các bạn. Giờ mình chiên chả giò tí hon. Tương để mình chấm với lại nem nướng. Cái tương này á là mình ăn luôn, làm ăn gỏi cuốn luôn á nè. Mình lấy cái tương gỏi cuốn nha, mình cho tương. Cái này là mình nhắm làm nha các bạn, tại các bạn làm nhiều ăn nhiều ít á thì tự mình pha vào nha. Cho thêm một chút chứ. Mình cho nước cốt dừa. Các bạn nhắm mình làm vừa đủ cho gia đình mình ăn á. Mình làm nhiều thì mình làm sót nhiều, làm tương nhiều. Còn ít thì mình để ít vào. Mình cho 1 muỗng bơ đậu phộng. Và 1 ít nước sôi. Cho 1 ít nước nóng vào. Mình khuấy cho đều. Mình sẽ cho 1 ít 1 ít đường vào. Hơi đặc một chút á, mình cho thêm 1 ít nước nữa. Rồi mình quậy lên đều. Cái tương này là ăn gỏi cuốn, ăn nem nướng ngon lắm. Nem nướng á mình ăn với nước mắm cũng ngon nha các bạn, nhưng mà tùy khẩu vị của mỗi người.
các bạn. Giờ mình gấp ra dĩa. Thơm lắm. Bởi vì ở đây nó bán sẵn á. Tiện lắm, sướng nữa mà ngon nữa. Chứ mình làm cực lắm. Mà ra cũng không ngon bằng. Rồi, xong một dĩa. Đây, mâm rau để mình ăn với nem nướng. Ở đây có khóm, khế, xoài, rau thơm, salad, hẹ, giá. Nhìn rổ rau là muốn ăn liền hả các bạn. Bây giờ mình sẽ gói nem. Bây giờ mình cắt nem ra mình cuốn nha các bạn. Thơm ngon lắm. Cuốn bánh tráng hiệu này là các bạn của Việt Nam sản xuất qua bánh tráng sản xuất tại Mỹ Tho. Mình cho xà lách vào, một miếng xoài, một miếng dưa leo, một miếng rau thơm, một miếng khóm, một ít giá. Mình cho một ít bún. Ăn cái này ai sợ mập á, lấy bún ít thôi. Tại nó có bánh tráng rồi. Rồi mình cho một miếng nem nướng và chả giò tí hon. Ăn cái này mình làm chả giò tí hon này nó giòn giòn thơm thơm á, ăn ngon lắm các bạn. Và cho một ít hẹ. Hẹ này mình trồng nè. Chưa cho khóm, chưa cho khế. Cho một miếng khế. Tròn tròn mập mập dễ thương giống mình. Mời các bạn ăn nem nướng cuốn bánh tráng rau sống chấm với lại tương. Mời các bạn ăn nem nướng cuốn bánh tráng rau sống cùng với mình nha. Đây, tương mình hồi nãy nấu nè, rất là thơm. Giờ mình sẽ chấm vào. Wow, ngon lắm các bạn. Chả giò tí hon nó giòn giòn thơm thơm ngon lắm. Nem cũng vậy, rồi khóm, khế, xoài, rau thơm ăn quyện vào nhau rất là ngon. Ngon lắm các bạn ơi.
Này là ăn quên thôi luôn. Cảm ơn các bạn xem video Hải My Chen Cuộc Sống Mỹ. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ, nhiều sức khỏe. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Bye bye.